Ý Dạ là người ta nên muốn gặp họ dạ dạ chào mấy cô, sao mấy cô giờ giờ này không đợi thầy giảng buổi chiều nữa về ạ? không biết Nào sao dạ? không thầy Thầy Thích Minh đồ Đạo ai á, đúng có lên không? YouTube là nói là sáng thì là 10 giờ còn trưa là 2 giờ rưỡi Sáng đến 9 giờ giờ. cũng trên 9 giờ Rồi sáng giờ. 9 giờ tới 10 giờ còn trưa thì 2 giờ rưỡi tới 3 giờ rưỡi là kết thúc nhưng mà chắc lý do thầy bị bệnh nhưng mà bây Dạ. giờ ý cứ người ta đi rất là nhiều người ta cũng bức xúc vấn đề này rất là nhiều nói Dạ quan hỷ hay đây nhiều cái thầy mệt lắm. bây giờ quan hỷ thầy mệt là Dạ. không sao mà ví dụ như trong chùa ví dụ như thầy thì còn phải còn có trụ trì của chùa nữa ví dụ ra nói là nhiều cụ già hả từ ở Tiền Giang nè Bạc Liêu nè Cà Mau rồi lên mười mấy tiếng hồi chưa nắng mệt mỏi nữa mà trước lúc mà đi lên thầy cũng nói là ví dụ đi đoàn mà đi 10 người á thì phải điện thoại cho thầy là thầy sắp xếp chỗ ngồi nghỉ Dạ. ngơi rồi lên không có chỗ nghỉ ngơi mà thầy thì không có ai ra mà hỏi thì không có ai trả lời hết chỉ có một ông thầy đứng ngồi ngay quầy không mà hiện giờ cửa dân người ta bức xúc không biết lý do sao đó Dạ vậy là sớm là nhiều 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 người bức nhiều xúc. người nói vậy thì Dạ. giờ em là ví dụ có ấy thì hỏi lại với mấy thầy sao đặng biết Dạ. ngày giờ đặng đi chứ trời đi là buôn bán người nào cũng đi làm ăn á mà canh giờ lên đó thì như vậy thì tội nghiệp cho người ta Dạ. già kẻ trẻ lớn trẻ thì đứng láo nháo nói nháo trong chùa hết luôn mà không ai ra đứng nói gì chỉ có một thầy ngồi bàn thôi à mà cũng cũng có duyên thôi này mình chắc cũng không có đi chấp ra nhận hội thôi Dạ vậy là chiều để có gì chiều nếu có thì con đăng lên đây tới chiều nghe đặng nói biết chiều cũng phát gạo nữa cái vụ đó chiều không quan trọng đối với đó mấy vị không quan dạ trọng thì mấy vị cũng đi từ thiện cho mấy vị cũng chẳng dạ cái đó dạ mục đích là giúp đỡ cho dạ những bé ở trong đây mục đích là ở đây là đi để giúp đỡ thôi ủng hộ thầy để nuôi cái bé thôi nhưng mà cái ước nguyện là được dạ gặp thầy có biết nhưng mà mình không có duyên thôi mình không chịu nhưng mà mình muốn dạ biết coi thầy chính xác là ngày nào thầy có mặt ở đây để cho chị em mình đến cho nó đúng giờ để gặp thầy để dạ không bị sự xúc dạ là bữa bữa lên đây này kia nói chung là có điện trước có là điện trước báo báo có trước điện trước bên bên báo bình báo thường mà rồi dạ có báo trước đàng hoàng thầy nói là cái đệ tử cũng lên đây thì hãy gọi điện ra để báo cho thầy biết cái này chuẩn bị lo tu xếp cho đàng hoàng nhưng đồ này đi lên một cái đây là từ thiện chứ không phải lên đây để ăn để dạ gặp thầy là kính lễ thầy thôi chứ không phải là một cách gì em rất là buồn khi gặp được thầy dạ nhờ em nhắn nhủ vậy thôi chúc dạ bài dạ không cho con hỏi ủa ở đây là mấy cô ở ở ở đâu lên mấy ạ? cô cũng nhận đi thôi mấy cô quân chức à Quận chín à mà mấy dạ cô cũng mua bán như lắm cũng tranh thủ thầy lên mạng thì cũng tranh dạ thủ mà đi để cho đi gặp thầy thôi thì giờ thôi nghe nói thầy vậy thì thôi cũng cầu mong cho thầy được khỏe mạnh bình an để dịp dạ các gặp thầy tốt hơn dạ dạ rồi có chiếc vậy thôi dạ rồi, chào em dạ nghe nghe nói thầy tính 2 năm sau thầy mới xuống thầy không không có xuống vậy thì đâu còn duyên nữa biết anh dạ sao tôi còn sống không mới gặp thầy nên mình không có duyên mình cũng buồn lắm dạ nhưng mà chắc thì sao nghe nói tìm là cách hô gửi nghe mấy thầy trụ trì ở đây nè nói là hô ai mà đoàn đông đông người thì sắp xếp cho gặp thầy nghe buồn tại sao chọn người về mà chọn người khác vậy cho nên không biết đúng gì hay không cho nên mình muốn biết đâu trúng đâu sai ở trong cái đồ đoàn mình nói sao đúng rồi không hay ai là ai nói cái đó là đòi ai chọn ông cái đó nhiều người nói đây cứ hỏi đại 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 tử của thầy giờ ta đi lên trên á gì à? Ủa đi lên trên sao mình không đi theo ai cho đi đó là người ta nó phải theo đoàn gì đó hả đoàn nhưng mà mình sợ là nhiều khi có người nước cũng có sai không nước cũng có sai dạ nếu mà thầy phân biệt là người đàn trai người kia khác là tôi đó không thầy thầy rồi không nút có rồi phân biệt đâu á thầy thầy không có phân biệt đâu con nghĩ thầy thầy ở thầy thì không phân biệt nhưng mà sợ dạ người khác làm sai thì bởi vì trong nhưng mà mình trong chùa người khác làm sai còn người khác làm sai cho thầy không bao giờ làm sai khách tiếp tôi chỉ có duyên với thầy còn khách đông mới được gặp là sai lẽ cũng được gặp có duyên là gặp rồi dạ sáng đi sáng năm sau biết sao mà dạ sắp rồi bye bye đi cho xe ta đi dạ bye rồi bye đi rồi nha bye dạ cảm ơn mấy cô nhiều mấy cô chú ở xa có lòng hảo tâm tới quan hỷ dạ dạ tới 1-2 giờ là trong cuộc tình cuộc tình viết nên buổi chiều để xuất phát được mong quý vị thông cảm dạ quý vị ở Bình Dương hả dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hôm nay ngày 11
tháng 8 năm 2024, thầy đại diện cho tu viện Minh Đạo xin chân thành tri ân toàn thể đồng học tại đến tu viện Minh Đạo kính dường cho tu viện Minh Đạo cho đại chúng nguyện cầu ông Tam Bảo thì rồi gia hộ cho toàn thể đồng học tại Bình Dương luôn luôn được sức khỏe dồi dào, gặp nhiều điều may mắn trên bước đường công danh sự nghiệp. Thầy đại diện cho tu viện Minh Đạo xin chân thành tri ân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.